cát Trình miền Tây thu lại 4 tỷ đồng mỗi năm. Năm 1999, khi mô hình nuôi cá trình nước ngọt khá xa lạ với nông dân miền Tây, qua người quen ở Bình Thuận giới thiệu, ông Nguyễn Hữu Ánh, 67 tuổi ở thành phố Cà Mau. Ông Ánh quyết định khởi nghiệp với loài thủy sản giá trị này. Đến năm 2019, ông Ánh quyết định đầu tư hơn 8 tỷ đồng, mua hơn 5 hectare đất năng suất thấp tại xã Tân Thành để đầu tư nuôi cá trình bài bản. Mỗi ao cá trình rộng khoảng 1.000 m2, ông Ánh thường lựa chọn loại giống cá 10 con mỗi ký với giá khoảng 1,2 triệu đồng. Sau 7 đến 8 tháng nuôi, cá tùy kích thước sẽ được tách sang những ao khác. Từ khi thả giống đến thu hoạch, cá phải được chuyển ao 2 lần. Nông dân dùng lưới để thu hoạch cá trình sau khoảng 20 tháng nuôi. Loài cá ông Ánh chọn nuôi là cá trình nước ngọt, tên khoa học là Angula rostrata, hay còn gọi là cá trình Mỹ. Đây là loài cá có khả năng thích nghi, giá trị kinh tế cao do thịt ngọt, thơm và được ưa chuộng. Cá có thể dùng nướng muối ớt, nấu mẻ hoặc rang muối. Theo ông Ánh, sau khi đào ao, người nuôi cần lấy nước vào ngâm 15 đến 20 ngày, rồi bơm ra và đưa nước mới vào. Kế đó, nước phải được xử lý bằng vôi bột và sát khuẩn. Mực nước phù hợp để nuôi cá trình khoảng 1,6 mét. Mỗi đợt thu hoạch, chủ ao huy động những thanh niên khỏe mạnh để kéo lưới. Cá tới lứa xuất bán thường đạt trọng lượng trung bình 3-6 kg. Với 42 ao nuôi, chủ trang trại thu hoạch luân phiên, đảm bảo mỗi năm đều có sản phẩm bán ra thị trường. Đến nay, ông Ánh được mệnh danh là vua cá trình ở miền Tây. Cuối tháng 10 này, ông Ánh dự định thu hoạch một ao với khoảng 1,8 tấn cá. Theo ông Hồ Quốc Trạng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thành, nghề nuôi cá trình của xã có hơn 20 năm, là mô hình chủ lực của địa phương. Hiện diện tích nuôi cá trình kết hợp cá bóng tượng trên 250 hectare với khoảng 420 hộ. Mô hình nuôi cá trình của ông Ánh có hiệu quả kinh tế cao, góp phần đáng kể trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Ánh cũng thường xuyên hỗ trợ con giống, kinh nghiệm sản xuất, vốn cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn khi họ có nhu cầu nuôi loại cá đặc sản này.